Dạ thì vợ chồng em quen nhau cách đây 5 năm trong một chương trình làm từ thiện. Dạ gặp nhau một lần duy nhất là vớt nhau về luôn á. Vớt nhau về luôn mà ai vớt ai? Dạ em vớt. Con nhỏ đó nó ăn hiếp chồng em, suốt ngày cứ bắt chồng em chở đi hoài à. Nên em tức quá, em phải ra mặt chứ. Em ra em nói chuyện với nó, em kêu nè, chị nghe nói là em làm như vậy là không có được nha. Đánh con người đi đường đâu kể nghe. Ủa bà đánh làm sao? Dạ tại vì người ta cãi em nên em tức, em cầm nón bảo hiểm em phanh. Rồi lúc ấy chồng sao? Không, bữa đó không có chồng chị. Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai chào em. Dạ, hai vợ chồng giống nhau một điểm là gì? Cười rất tươi. Rất là tươi ha. Tươi quá. Cô dâu chú rể tươi quá. Hôm giờ dạ, mời cô dâu giới thiệu về mình trước. Em tên là Lan Nhi, công việc chính hiện nay của em là MC. Và bên cạnh đó thì em phụ với chồng em kinh doanh hải sản tại nhà. Rồi mời em giới thiệu về mình. Em tên là Hoàng Minh, em 27 tuổi và hiện tại công việc chính của em là kinh doanh hải sản tại nhà. Kinh doanh hải sản tại nhà là cái em nhập hải sản từ các dạ, tỉnh lên. Quê em ở Vũng Tàu. Vũng em Tàu. Lấy hải sản từ Vũng Tàu lên. Dạ. Rồi. Hai em là gặp nhau là trong cái trường hợp nào? Dạ thì vợ chồng em quen nhau cách đây 5 năm trong một chương trình làm từ thiện. Dạ gặp nhau một lần duy nhất là vớt nhau về luôn á. Vớt nhau về luôn mà ai vớt ai? Dạ em vớt. Ấn tượng sao mà em lại vớt con người này? Thật ra là đầu tiên là em không hề biết đến sự tồn tại của anh này luôn. Sau cái ngày đi tham gia đó, tự nhiên có một người gọi điện thoại cho em. Em cũng không biết, ủa có gặp anh này hả? Tại vì thật sự ấn tượng đầu tiên của em với anh này là một người vừa quê, nói chung là không có được đẹp như bây giờ đâu, nhờ vô tay em mới được đẹp vậy đó. Trời ơi. Lần đầu tiên gặp vợ em thì em không có ấn tượng gì vợ em cả. Thì sang ngày hôm sau, cái lúc mà đi diễn kịch rồi đó, thì em để ý với vợ em là thấy nhanh nhẹn, hòa đồng với lại rất là vui. Thì em để ý lúc đó, thì sang ngày hôm sau em chủ động em xin số điện thoại của bạn em trong nhóm. Rồi em liên lạc với vợ của em, rồi em chủ động em cưa cẩm. Chủ động cưa cẩm đúng không? Dạ. Bình thường mà người ta mà cua em á là em biết được liền luôn. Riêng anh này á, anh hiền quá nên thành ra hai tuần lễ trời mà anh không thèm nói với em một tiếng nào hết trơn hết á. Em tức quá em mới nói vậy nè. Ủa, mình có thích gì không? Sợ quá, run quá kêu. Có. Từ ngày mai mà mình không có nói với gì là mình thích gì thì mình đừng bao giờ mình gặp gì nữa. Dạ. Rồi lúc đó mình sao? Thì sang ngày hôm sau cái câu đầu tiên mà em nói với em á là Nhi có đồng muốn làm bạn gái của mình không? Và từ đó chính thức bắt đầu yêu nhau. Dạ. Anh thấy có một cô bạn rất là duyên dáng và nhanh nhẹn như thế này. Dạ. Anh nghĩ chắc là trong thời gian yêu nhau em sẽ gặp rất nhiều những câu chuyện vui từ cô bạn gái này đúng không? Chuyện vui cũng có mà em thấy là chuyện cãi nhau thì nhiều. Cãi nhau về vấn đề gì lúc yêu nhau? Nói chung là chuyện tào lao trên trời dưới đất, đi ra ngoài đường người ta chạy nhanh, rồi chồng em chạy chậm em cũng cãi. Nhưng mà vấn đề ghen tuông hả? Hai vợ chồng thì không ai ghen đâu. Không bao giờ ghen luôn hả? Em không công nhận là em ghen đâu anh. Đâu. Không có bà nào mà công nhận bà ghen. Có không? Bà dạ, đúng ghen không? Dạ có. Để lúc có ghen. Ghen dạ. Sao? Mà trong thời gian quen nhau á thì vợ chồng em có làm trong một công ty sự kiện. Thì lúc đó vợ em là MC, còn có thêm BG và ca sĩ nữa, thì lúc đó em làm quản lý. Cái tính của em thì đi đâu cũng hòa đồng, phải là vui vẻ với nghiệp với mọi người. Cái cô bé ca sĩ đó thì thấy em như vậy thì em hiền nữa. Thì bắt đầu bắt chuyện với em, chia sẻ cái cuộc sống của cái ca sĩ đó. Cái chuyện mà đưa đi đâu nhau mà người ta đồn lại với em quá trời luôn chị. Đưa đi đâu? Em không biết đưa đi đâu. Đi đâu? Không, tại vì lúc đó là cái nhóm của tụi em làm ở dưới tỉnh. Thì lúc mà đi làm á thì em có coi em rước bà ca sĩ đi làm chung. Mà thì quá trời người luôn thôi. Mà không rước ai, rước mỗi đúng mình bé ca sĩ. Tại cô đó hoàn cảnh đáng thương hay sao? Em chỉ nghe nói là con nhỏ đó nó ăn hiếp chồng em, suốt ngày cứ bắt chồng em chở đi hoài à. Nên em tức quá, em phải ra mặt chứ. Em ra em nói chuyện với nó, em kêu nè, chị nghe nói là em làm như vậy là không có được nha. Đó, em nói như vậy luôn. Chị muốn ghen đâu đó, nhưng mà em không được như vậy với chồng. Không, ý, em kêu là em không có được bắt anh Minh làm như vậy, làm như vậy nha. Anh Minh là quản lý của em đó, em phải tôn trọng anh Minh. Em nạt nó như vậy thôi. Mà lúc đó đang có mặt mọi người đó, con bé nó về nó đồn lên là em là ghen, em dễ sợ lắm, em ghê gớm lắm. Xong rồi cái em lại tức quá thêm một lần nữa, em lại nói chuyện tiếp. Thì lần này có chồng em nói chuyện luôn, có ba mặt một lời luôn. Lúc đó sao mình? Thì em chỉ biết ngồi với em im, nghe vợ em mà nói qua nói lại rồi thôi. Thì sau cuộc nói chuyện hôm đó thì em chủ động em nói với cô bé đó nè, dẫn đến hiểu lầm như vậy thì thôi anh với em đừng nói chuyện nữa, đừng liên lạc nữa, để tránh cái hiểu lầm về sau. Đó, chứ thực ra thì em với cô bé đó chẳng có vấn đề gì cả. Dạ nhưng mà xong rồi về sau này thì cô bé nó lại nói xấu em tiếp. Dạ nên về sau này cũng ảnh hưởng khá nhiều đến công việc cuộc sống của mình rất là nhiều. Nhưng mà ảnh hưởng có nặng nề lắm không? Dạ cũng khá nặng nề, tại vì em hiền chị. Mà tự nhiên bị người ta nói vậy nên em cũng buồn. Tức là nặng nề trong cái làm ảnh hưởng tới cái công việc về đến kinh tế của mình hay là đến cái quan hệ vợ chồng? Đến cả hai luôn chị.
À, cái chính là bây giờ là em đã giải tỏa hết được cái vấn đề đó chưa? Nhưng dạ, bây giờ cổ còn làm ảnh hưởng tới cuộc sống dạ, của em đúng chưa? Rồi. Vẫn còn. Tại vì em lâu lâu em lại vẫn nghe một hai người gì đó nói. Chị nghĩ là như này, sau cái hôm nay á, thì em quên cái việc đó thì tại vì nó đã đi vào quá khứ quá lâu rồi. Bỏ đi, lo làm ăn, lo bán hải sản, lo làm MC. Đúng, dạ. Đúng dạ. Không? Nơi đâu mà nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Còn nếu mà vô tình cái bạn ca sĩ A đó mà bạn có xem cái chương trình này và khi bạn thấy được cái tâm sự của hai vợ chồng thì theo chị ấy, thì bạn cũng quên luôn cái sự việc đó luôn đi, giống như cái bạn vợ này này, hai người quên hẳn tất cả những cái điều mà đã từng xảy ra đi để mỗi người phải lo công việc của mình. Bạn thì cũng phải lo dưỡng giọng để ca hát. Thôi, bây giờ nè, công việc của em bây giờ là vẫn tiếp tục với là cái công việc là MC của chương trình. Dạ, em vẫn có làm một số chương trình nữa nhưng mà em cũng hạn chế hơn hồi lúc trước. Dạ. Ở nhà làm kinh doanh là chính, đúng không? Dạ, nói chung là em 50-50 anh. Mà trong cái cách kinh doanh hai vợ chồng có đồng nhất không hay là cũng lại gây lộn? Thì em muốn là hai vợ chồng cùng làm để nó ổn định một cái việc đã. Rồi MC thì em vẫn cứ làm, nhưng mà em đừng có đam mê nhiều lâu quá để sau lắng cái công việc của hiện tại đi. Thì ý của anh như vậy thì có cái vấn đề thôi mà vợ chồng cứ cãi nhau qua cãi lại hoài. Không phải đâu chị, nói là em vẫn cứ đi làm đi nhưng mà nói vậy nè. Thì đi đi, đi luôn đi, đừng về nữa. Đó dạ. Thì nếu đó vợ em đi luôn đi thì lúc em sao? Thì cơm bỏ đi. Luôn hải sản đi kiếm giờ. Bỏ cái đồng áo nữa. Mua luôn hả? Đó. Mỗi lần làm xong về là cứ ủa sao giờ sớm vậy? Sớm đi luôn rồi đi. Nói kiểu nó sống ốc lắm rồi nè. Dạ, mỗi lần nói vậy là gặp em tính nóng nữa. Thế là cái em cứ lại em bắt nhau. Đầu em gây lên. Dạ. Mà rồi vì cuối cùng thì dần sao cái kết ai chịu ai cho tới giờ phút này. Nghĩa là em không hài lòng về cách nói đối với ảnh nên là cố làm cho lợi gan đúng không? Dạ đúng rồi. Như là mỗi lần mà thách em gì á là em làm liền luôn. Chết. Căng thẳng hơn à. Dạ. Có nghĩa là bây giờ cái tần suất mà cãi nhau theo kiểu như vậy thì là nó là bao nhiêu trên bao nhiêu? Dạ một tuần là cãi nhau hết 6 ngày chị. 6 trên 7 luôn. Dạ mà chị biết sao không? Ngày xưa hai tụi em lúc mà còn quen nhau á, tụi em cũng cãi nhau nhiều lắm nên tụi em nghĩ là thôi chắc lấy nhau về đi để bớt cãi cái gì, hai chồng đóng cửa nhau rù rì. Mà giờ lấy về là có cơ hội gặp nhau hoài nên cãi càng nhiều hơn nữa chị. Ôi trời. Trời, rồi có em bé chưa? Dạ chưa chị. Chưa à, còn nhiều thời gian trống để cãi lộn. Có em bé rồi. Có em bé cái là nghỉ khỏi có thời gian gây lộn luôn. Gây về chuyện em khác. Em nghĩ vậy. Em, chị thấy vậy nè. Nếu mà làm chung thì phải có một người định hướng và người kia chỉ là làm theo những cái gì mà anh ấy nói hoặc chị ấy nói thế thôi. Đó, chị thì chị cái kinh nghiệm thế. Còn chồng một sự nghiệp, vợ một sự nghiệp, mỗi người cùng làm để cùng góp vô cái gia đình nhỏ thì cái đó lại rất là hay. Thì tụi em thử suy nghĩ cái việc đó thôi chứ chị, cái này chị không khuyên được. Em cứ thử suy nghĩ coi, cái đó là một cái giả định đặt ra thôi. Rồi bây giờ tiếp theo nè. Giờ đến giờ hỏi gì bây giờ? Trong 6 tháng ở quen với nhau thì em thấy vợ em có những cái tính xấu gì không? Cái tính nóng thì càng ngày càng gia tăng. Và cái bốc độc thì nó cũng tăng theo nữa. Với này có cái tính tật xấu là cứ mỗi lần mà giận nhau câu trước câu sau là cầm đồ ném rồi. Trời, không ném là chúng em không? Sao chúng em bị em ném à? Ném qua ném qua bên chúng em. Em ném vào nhà hàng xóm không à anh? Trời ơi, có nào trúng ông hàng xóm không? Dạ không, nhà em còn riết rồi thành nó ăn câu mỗi lần mà tụi nó mà gây lộn với nhau á, đi theo lượm đồ. Tại vì có lần có sợi dây chuyền chồng em tặng cho em á, tưởng thọ được có 3 ngày hà. Trời ơi, mất tiêu luôn hả? Dạ, em ném xong cái hồi nó hai vợ chồng mùa quê đó khóc lóc ôm nhau cái lực đực đi kiếm mất tiêu sợi dây chuyền. Trời dễ gì còn. Tưởng thọ có 3 tuổi, 3 ngày. Tìm địa chỉ. Để đi kiếm canh mẹ tới hôi của. Chút nhắn anh địa chỉ anh dời nhà qua ở canh me hôi của, thấy không? Rồi vợ em nóng tính lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Có bao giờ mà trước đám đông mà vợ em nóng? Dạ có. Đi xe ngoài đường á, cái tính của em là cẩn thận, chạy xe từ từ. Vợ em ngồi sau thì rất là nóng tính, kêu sao anh chạy chậm quá vậy, chạy nhanh nhanh lên vượt có người ta kêu. Em kêu em chạy từ từ thôi, việc gì mà phải nhanh như vậy, phải gấp như vậy. Lắm chị, đến lúc mà em kêu vậy á, cái lại cố gắng chạy nhanh. Thì lúc chạy nhanh thấy ghê lắm, thì chạy lạng lách tùm lum chứng tỏ vậy em thấy. Tại vì đó là tức lên rồi. Ừ, rồi bình thường thì... bình thường chạy bình thường thì không muốn, còn muốn có chọc tức lên thì phải chạy cho thật nhanh. Nó ẩu. Rồi, sao được tiếp tục luôn. Xong thì hai đứa cãi nhau. Bụp ai? Bụp trong em luôn. Bụp bụp gì? Bụp. Em ngồi xong quánh. Quánh vô lưng hả? Dạ. Có dùng hung khí không? Dạ không có hung khí. Có lần nào dùng hung khí không? Dạ không, dùng. Có khi nào bực quá đánh người đi đường luôn không? Có. Ủa có không? Đánh người đi đường đâu kể nghe. Ủa bà đánh làm sao? Dạ tại vì người ta cãi em nên em tức em cầm nóng hiểm em phanh. Rồi lúc ấy chồng sao? Không, bữa đó không có chồng chị. Trời ơi, gan bữa vậy em gan quá vậy mình, em tại vì người ta đi đường sai
mà em tức ở chỗ là quá trời người chung quanh luôn, không có chửi ai hết trơn, thấy có mình em con gái nên chửi em tức hả, em đừng có nghĩ là tôi là con gái, tôi không dám nha. Thế là ổng đang ngồi trong xe hơi, ổng đang lò đầu ra chửi mà ê đi đứng kiểu gì kỳ vậy, em vớ cái nón bảo hiểm bợp luôn. Trời ơi. Dạ em bợp luôn, xong rồi cái ổng lật đật ổng mở cửa xe ra ổng chửi em, nhưng mà cái người ta kêu thôi đi ơi, sai còn là còn mắc nạt của người ta nữa, đi 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 lẹ đi đó. Ở quê. Đó, ông quê rồi ông bỏ đi, nhưng mà em nó quýnh trước đây em tính sau. Nóng tới cỡ đó luôn á. Dạ. Cái tánh đó của vợ em lo. À đó, dạ, lo chứ, nguy hiểm lắm á. Em lo nhiều lắm chứ. Nguy hiểm lắm. Em chỉ lo là nếu mà cái tính mà cứ duy trì như vậy á thì sau này mới ra ngoài đường mà gặp cái chuyện mà có thằng nó dữ chứ thật sự mà nó khung khí nữa. Cái nhào tới nó lắm, nó sợ nó xin một phát là mà thôi rồi. Nhớ nghe, dìm lại. Rồi, tiếp còn gì nữa không? Em thì em chỉ muốn là chồng em quan tâm em nhiều hơn. Thì đừng có mê chơi nữa, với lại ủng hộ em trong cái việc em làm MC để cho cái đam mê của em dạ, đúng rồi, để cho em có thể em yên tâm em tiếp tục em làm. Rồi chồng sao? Chồng dạ thì muốn em vợ thay đổi muốn gì? Vợ là biết kiềm chế cái tính mình lại, bớt bốc đồng đi và bỏ cái tật hay ném đồ đi. Bây giờ dạ, chị nè, kết cho thiệt nhanh hai vợ chồng này nè, chỉ có hai cái đúng hai người là đều mong muốn là hoàn toàn chính xác luôn. Chồng nên ủng hộ cái đam mê của vợ. Còn em bớt nóng lại, kiềm chế lại, nhớ những chứ gì không nguy hiểm, nguy hiểm cho bản thân mình. Thôi bây giờ nè, em bây giờ nhìn ông xã có hứa không, em bớt nóng tính thì chồng em sẽ đồng ý với em làm đi dẫn tiếp tục cái công việc cái đam mê của em. Đó. Hứa đi, nắm đi. Chồng hứa cái coi. Bình thường tự tin lắm, nên run quá chị. Không, nhìn chồng mình là tự tin thì đối với chồng là tự nhiên riêng có hai đứa là run. Không sao á, rồi nói đi nào, nhìn chồng mình nói. Anh nói trước đi. Em nói trước, anh mới nói được. Trời ơi, nói em nói đi rồi, ngồi cái lộn nữa này nha. Thì nếu như anh ủng hộ em thì em cũng sẽ cố gắng hiền một chút. Bớt nóng tính. Thôi hiền hai chút đi. Dạ, hiền ba chút luôn. Thay vì chương trình ở đây thì anh cũng đồng ý cho em làm. Rồi, chúc mừng em. Buổi tối á thì ngồi mà đến khi mà quán mà đóng cửa luôn mới chịu về, tại vì không biết về để sẽ làm gì. Hồi hộp đó. Dạ. Sau chuyện đó đi thì tình cảm hai đứa càng càng kháng khích với nhau hơn, hiểu nhau hơn. Rồi vợ em được cái là nấu ăn rất là ngon, là nấu được có những cái món liên quan tới luộc với chiên thôi. Và bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Nhật Minh, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là tài xế chạy xe hơi. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Phan Thảo, hiện tại đang là sale ở bên ngành làm đẹp. Dạ. Hàng gì đẹp quá. Rồi hai em quen nhau như thế nào? Cũng là một dịp tình cờ, là quê của cô này thì đang tổ chức đám cưới. Em cũng về đó với lại mẹ của em, tại vì mẹ của em á là bạn của cậu em. Dạ. Thì vô tình về thì hai vợ chồng gặp nhau dưới đó. Lúc em gặp anh này á, em không để ý gì luôn á. Chỉ có ấn tượng là mỗi lần mà em đi đâu cái em quay lại là thấy anh đứng kế bên em. Ủa sao vậy em? Tại vì em thấy cậu xinh, em dễ thương, nên mà em bị cuốn hút. Em lộ luôn từ lúc đầu luôn. Có như gặp cái là em giống như em bị choáng liền đúng không? Dạ, em cảm đúng thấy rồi. Em thích. Trong khi vợ thì không có cái không để ý gì. Tại vì đám cưới dưới quê á là hầu như mọi thứ đều là tự tổ chức, tự nấu ăn rồi tự trang trí. Cứ em thổi bóng bóng cái là quay qua hay ổng đứng thổi bóng với em. Xong cái thổi bóng xong cái em ra em quét sân, cái thấy ổng cầm cái chỗ mới sân với em. Nói chung là đi theo tò tò đó. Đến ngày hôm sau á là đám cưới xong hết rồi thì anh xin số điện thoại. Thì lúc đó thì em cũng là ở trên này chỉ về quê chơi thôi. Bao lâu thì tụi em chính thức yêu nhau? Khoảng chừng vài ngày sau á thì em nhận được tin nhắn của anh này. Anh rủ em đi, anh sẽ dẫn em đi ở Sài Gòn những nơi mà anh biết, rồi anh dẫn em đi tham quan. Nói lời ông bướm liền gì. Dạ đúng rồi. Em có nhận cái tình cảm đó không? Lúc đó thì em cũng đang cô đơn. Xong rồi cái em mới nói để coi anh này anh làm cái gì. Tại vì cũng mồm miệng dữ lắm. Nhưng đến lúc đi chơi á thì rất là hiền, rất là dễ thương, kiểu không có vồ vập gì hết á. Đi với em cũng coi như giữ khoảng cách cho em rất là tốt, không có kiểu mà bóc hốt gì hết. Dạ. Tầm khoảng 3 tháng hay 4 tháng gì đó thì em mới chủ động ngỏ lời làm quen cổ bằng là em gửi một cái bài hát. Thì cổ nghe cả ngày luôn. Sau đó đến cuối ngày thì em mới hẹn cổ đi chơi. Rồi em mới hỏi là tay em đâu rồi. Cổ đưa tay ra. Rồi em mới cầm tay cổ đặt lên eo của em. Cổ mới kêu là ủa vậy là quen rồi đó hả?
Dễ thương vậy đó. Dễ thương quá. Còn trước đó là coi như trong 4 tháng trời quen với nhau là tay chưa có nắm. Dạ, giữ khoảng cách. Không hung, không nắm tay, không gì hết. Dạ, dạ. Đúng rồi. Đa phần là quận 7 mà chỗ đó là tối, nhưng được các bạn này không bao giờ mà kiểu mà dê hay là có bất cứ hành động nào với em hết á. Nhưng mà sau cái 4 tháng đó, sau cái đêm mà nắm tay vô eo đó thì bạn có tiến triển vồ vập là bốc hốt giống như không còn giữ gìn đâu? Cũng không bốc hốt luôn chị. Bao lâu thì tụi em mới cưới? 8 năm. Mà 8 năm vẫn giữ khoảng cách luôn? Không, dạ không, cái đó là không có rồi. Không rồi, bây giờ bao lâu thì các em mới gần, coi như là gần gũi với nhau mà thân mật với nhau? Đốt cháy khoảng cách. Từ lúc mà cô ấy ôm eo của em rồi á, là xác nhận là người yêu rồi đó, coi chỉ có những cử chỉ thân mật hơn. Ừ. Cô cũng hay rủ em đi đến những chỗ mà nó lãng mạn, phải không? Lãng mạn rồi. Nó tối tối chẳng hạn như karaoke mà chỉ có hai đứa thôi. Có làm gì không? Dạ không. Lần đầu tiên của các bạn là khi nào? Ấy ấy. Là ở đâu? Ấy ấy đó. Gần gần nhau vậy rồi đến một lúc thì em mới ngỏ lời rủ cổ đi Vũng Tàu chơi. Sau bao lâu yêu nhau? Dạ khoảng 7-8 tháng gì đó. Thì trước ngày hôm đó thì em mới qua chở cổ đi ăn uống. Rồi mới nói là thôi em có muốn đi đâu chơi không? Đưa em đi Vũng Tàu, em có đồng ý hay không? Thì vợ em từ chối đủ điều hết, không muốn đi. Đến khi đến về nhà đó, rồi em mới nhận được tin nhắn của cổ là ngày mai qua chở em đi làm. Khi buổi sáng đến nơi, gặp vợ em nguyên cái ba lô luôn. Vậy đó hả? Dạ. Là có nghĩa là lúc đó mới là xác nhận là đi Vũng Tàu hả? Dạ, dạ. Em hỏi đi đâu thì anh bà vợ em mới kêu là đi chơi Vũng Tàu ở vui không? Buổi tối á, thì ngồi mà đến khi mà quán mà đóng cửa luôn mới chịu về, tại vì không biết về để sẽ làm gì. Hồi hồn đó. Dạ. Đúng không? Nhưng mà anh rồi để ta kể tiếp đi. Cuối cùng thì cứ sao? Nhảy vô hoài để người ta kể. Cuối cùng người ta phải từ từ. Đó. Lúc trước đó khi thuê phòng thì em thuê phòng đôi, hai giường để vợ bên em bên. Tối về là hai đứa nó cũng ngà ngà say rồi, hai cái giường nó ghép lại một cái giường. Rồi chuyện gì đến nó sẽ đến. Thì chuyện gì đó em muốn hỏi gì nữa không? Thì muốn hỏi cái vụ sâu xa nữa. Chính thức là mất đời con gái vô tay của anh này rồi. Dạ. Sợ không? Thật ra thì em cũng không sợ đâu. Cái chuyện đó thì thật ra là cũng quan trọng. Ừ. Nhưng mà nếu mà bạn này không tốt á thì em cũng không ngại. Ừ. Dạ. À, vui rồi ha. Chưa, từ từ. Sao bạn có cảm thấy trách nhiệm không? Tại vì biết sao chị hỏi không? Tại vì hai bạn này sau đó là tới 8 năm sau mới lấy nhau. Dạ, đúng rồi. Tại vì ban đầu em đã xác định cô ấy là người yêu của em. Ừ. Mà khi mà bước tiến một bước nữa thì em sẽ xác định cô ấy là sẽ là vợ của em. Đúng rồi. Dạ. Sau chuyện đó đi thì tình cảm hai đứa càng kháng khích với nhau hơn. Ừ. Hiểu nhau hơn. Vậy thì anh muốn hỏi là tại sao yêu mà yêu lâu như vậy, yêu tới 8 năm rồi mới cưới? Vì một phần là biến cố của gia đình. Từ biến cố bên gia đình. Cả hai gia đình đều có biến cố. Nói chung lúc đó bạn này là sinh viên. Cơ hai đứa không thể là tiến tới hôn nhân được. Vẫn kéo dài mối tình đó, quen nhau được bao năm thì ba em mất. Xong là em phải về quê với mẹ luôn. Tại vì lúc đó mẹ đang bệnh. Em ở một năm dưới đó. Lúc mà ba em mất là hàng giống như là em là bị stress á. Em trở thành một con người khác luôn. Ảnh thì lúc đó ảnh đi làm ở trên này rồi. Em đòi chia tay suốt. Cứ một ngày là em phải nhắn tin chia tay 2-3 lần. Được cái ảnh rất là kiên trì luôn. Mỗi lần mà em đòi chia tay cái là ảnh về. Anh chạy xe máy từ trên Sài Gòn về. Nhà em thì Long Thành. Anh về đến mức độ mà bà ngoại với mấy dì của em dưới nói là sao tự nhiên quay lại thấy mày dưới đây vậy. Sau cái đám tang của bà. Ba năm. Dạ. Rồi sao lại không cưới liền đi? Dạ, khi đến khi cô ấy chịu tang 3 năm của ba cô ấy thì đến ông nội của em mất. Rồi chịu tang mấy năm nữa? Dạ, cũng 3 năm. Vì bạn em là cháu Đức Tô. Khi ông nội em mất thì đến bà ngoại em mất. Trời ơi. Mất 3 người trong 8 năm. Dạ. Đó. Nhưng mà gia đình hai bên em là có đồng quan điểm với nhau về cái chuyện tình yêu của hai bạn hay không? Ba mẹ thì không có cấm đoán gì hết, hai bên đều không cấm đoán gì hết. Nhưng mà có một cái vướng mắc ở đây là do tụi em khác biệt tôn giáo nên đâm ra nó sẽ khó trong cái khoảng mà hai bên sẽ hiểu nhau hơn về vấn đề đó. Sau rồi bạn em thuyết phục. Và cũng trong thời gian đó luôn, lúc mà chưa chuẩn bị đám cưới á, chồng em lại bị tai nạn. Trời ơi, sao hai đứa sao cứ gặp những sự cố không vậy? Chồng chiên á. Trời mưa tối, xong rồi chồng em vừa xuống cái cầu đó thì có người băng qua đường, chồng em né. Xong rồi chồng em té xuống thì nguyên chiếc xe đập vô mặt chồng em luôn. Lúc đó thì em khâu rất là nhiều trên mặt. Mũi thì bị gãy. Thì gia đình của em thấy cô này chăm sóc em rất là chu đáo. Rồi kể từ đó thì mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn. Sau đó là cưới luôn đó. Rồi bây giờ cưới nhau là được bao lâu rồi? Đó thì đến nay khoảng 1 năm rưỡi. Ôi gì mới đây à? Dạ, đúng không? Quá son. Có thật xấu gì không cưng?
Dạ, dạ em tật xấu cũng nhiều lắm. Nhiều trời ơi hả? Thôi giờ cho em cái trước á. Ví dụ dạ. Thì vợ em á thì có cái tật rất là ngộ. Đồ đạc của mình á, mình xài chẳng hạn như là nịt bụng hay là những cái đồ mà chai dầu hay gì đó là bản thân vợ em xài. Để đâu không nhớ bắt chồng đi kiếm, mà chồng không kiếm được thì lại giận. Đó, cứ thế mà năn nỉ. Vợ em cũng có dấu hiệu hay lắm, giống như là hai vợ chồng mà muốn gần nhau á, thân thiết với nhau á, thì vợ em tối trước khi ngủ xí nước hoa. Mà đến khi nào mà vợ em mà không muốn á, vợ em sức giận. Đó, cái đó cũng hay chứ bộ. Hay lời muốn nói. Nhiều lúc mà nằm kế bên cứ tưởng nằm với cô với mẹ không. Là có sức vô gió không hả? Sức, một tuần sức mấy lần? Nói chung là đêm nào cũng sức. Trời ơi, đêm nào cũng rất là mệt thôi nha. Giống như là cái đó là thói quen từ nhỏ của em luôn rồi. Dạ. Như vậy có nghĩa là đêm nào mà muốn gần thì báo hiệu không là... có là sức dầu thơm trộn dầu gió. Giống như là đêm nào mà ấy thì em sẽ sức dầu thơm trước. Xong hết rồi mới sức dầu gió đi ngủ. Còn tật xấu gì nữa? Thì đi mỗi lần đi chơi là cô nào rất là thích chụp hình. Xấu cái là giận, bỏ răng góc ngồi vậy đó. Rồi tới khi em phải năn nỉ xong rồi mới chịu chụp hình lại. Hay giận đúng không? Dạ hay giận, hay nhõng nhẽo lắm. Đó, cái đó là tật xấu đó. Anh cứ kể đi, không có nhìn. Cái phần này đâu có nhìn. Dạ, vợ em rất là hậu đậu. Đi tắm, một 10 lần là hết 9 lần là quên đồ. Rồi đang tắm, thì đang vô toilet thì lúc nào cũng á đó. Cứ 10 lần là hết 10 lần á, mà biết á cái gì. Dạ. Á gì vậy? Đó là rớt đồ xuống đất á, bắt em lấy đồ mới đem vô lại. Cái tật ngộ lắm, lúc mà trước khi quen hay sau này quen cũng vậy. Là mỗi lần đi vệ sinh là cứ để một ảng luôn. Đến khi mà nó bốc mùi quá rồi nó xả xuống. Mà đến khi mà em bước vô một cái là tá ná thở luôn. Nó vậy. Đó. Cái đó do mình quên hả? Cái đó do mình quên hay cố tình chọc chồng? Ai vậy ảnh á, ảnh rất ghét như vậy. Ảnh giống như là ảnh ấy xong là phải đi xả liền, xong rồi cứ ấy là xả liền. Còn xong ảnh cằn nhằn em cái em để vậy luôn, xong rồi là cố tình đúng xong không? Rồi cái rồi em mới xả, xong rồi là ảnh nói số 8 năm thì bây giờ em đỡ rồi. Rồi giờ em được cái là nấu ăn rất là ngon, là nấu được có những cái món liên quan tới luộc với chiên thôi. Có lúc thì em thèm á, em đôi khi em thử vợ em là tài nấu nướng như thế nào. Thì em mới kêu là anh ơi em thèm ăn trứng. Thì lúc đi làm về là toàn là trứng luôn. Canh trứng, trứng kho, trứng chiên, trứng luộc. Em ăn mà một tuần một tháng sau là em thấy trứng em sợ luôn. Không dám ăn nữa. Làm cho ăn lần cho nhớ luôn á. Tại thèm ăn trứng mà. Ăn lần cho nhớ luôn. Ăn nhầm rồi, mà. Em khui cái tật xấu của chồng em. Tật xấu của chồng em. Thật ra thì chồng em ít tật xấu hơn em. Ảnh là thích rất hay chọc ghẹo. Thích ghẹo lắm. Biết là con gái mà ai mà không ghen, nhưng mà thích chọc cho em ghen vậy chị. Giống như là em hôm nay á hả, anh đi anh ngậm nhỏ đẹp ghê luôn á em. Xong rồi em không ghen kể tiếp. Kể tiếp cho đến lúc em giận cái quay qua đang nỉ kể... Nhây á. Dạ anh nhây lắm chị. Với lại là thêm cái nhờ anh dọn dẹp gì là rất là nhanh luôn. Cực kỳ nhanh luôn. Rồi đợt là ở dưới quê là nhà mẹ em buôn bán tạp hóa. Bao nhiêu cái gì mà cũ là gom Bỏ hết vậy, dục hết. Nhanh là tại vì giục. Dạ đúng rồi. Giục cho rồi đó. Giục xong rồi cái mẹ em kiếm không thấy. Mẹ em đi ra thùng rác. Thấy nằm lại. Cũng biết tiết kiệm quá. Với lại là cái này không phải là tật xấu, giống như là niềm đam mê vậy đó chị. Ảnh rất thích hát. Đi đám cưới là ảnh không cần ăn đâu, chỉ mong được lên hát thôi. Dễ thương. Cho hát càng nhiều là ảnh càng vui. Đến phần gọi là mong muốn thay đổi. Thì với cái người chồng mà gọi là theo em á là ít tật xấu như thế này, vậy em có muốn anh thay đổi gì không? Bạn bè em cũng nói á, Minh nó không có tật xấu gì luôn á. Thì em cũng cảm thấy vậy, chỉ là lâu lâu ảnh nhây nhây với em vậy thôi. Vậy là sao? Là cứ là như không? Thế anh dạ, cứ như thế đi Minh ơi. Anh cứ như vậy đi Minh ơi. Còn Minh thì sao? Thì em chỉ mong muốn vợ em là bớt nóng tính lại, tại tính nóng lắm. Với lại là chịu khó học nấu ăn. Bớt luộc lại. Nhưng mà Minh chị nói nghe nè, bây giờ mà ăn luộc á là thường sách đúng đó. Rồi á chị, không có bệnh thiệt luôn á, mà giờ chị chưa tập được luôn á Bim. Trời ơi đừng có nhìn em. Cái chị mà tập được là chị đâu có đến nổi chị, vậy cứ sau 5 giờ là mình không ăn. Cái ngành nghề của tụi chị khó mà ăn được theo như vậy. Đúng rồi. Lúc mà hai em về sống chung là có thêm một biến cố nữa, là lúc mà
hai đứa em đám cưới được một năm thì em lại có em bé. Em có em bé, hai đứa rất là trông mong luôn, tại vì hai bên gia đình rất là mong luôn. Cũng mà nghe tin em có bầu cái là vui mừng lắm, nhưng khi đi siêu âm thì lại là thai ngoài. Ngay đêm đó em là ngay cái đêm em mổ là phải mổ liền đúng dạ, không? Dạ mổ liền. Tại vì cái trường hợp của em là cấp cứu. Bao lâu rồi cưng? Được 6 tháng, 7 6 tháng. 6 tháng, dạ. 6 tháng như vậy thì cũng phải, cũng có thể, cũng có thể thôi, nhưng mà nếu dưỡng thêm phải dạ. Mất 1 năm. Bác sĩ nói đi. Là 2 năm. Chị cũng thay ngoài nhưng mà sau 1 năm thì chị dạ. Có bé Bí Ngô á. Dạ. Thôi thì giờ đến việc của anh Bin ở đó. Anh Bin phải chúc đi tại vì cả hai gia đình đều mong có cháu rồi. Chúc cho hai vợ chồng em nào cũng yêu thương nhau nè ha. Và trong năm sau là sẽ có tin vui. Dạ, cảm ơn anh. Sẽ chào đón một thiên thần ha, dạ. Khỏe mạnh nè, đầy đủ nè, đẹp trai hoặc là đẹp gái giống như ba mẹ. Dạ, cảm ơn anh chị. Rồi, chào hai em. Dạ. Chào tụi em nha. Dạ. Lúc đi thang máy này em thơm một cái vào má. Thơm một cái vào má luôn. Dạ, em thơm luôn. Lúc đấy là cũng chưa tỏ tình. Có bị giờ chống cự không? Có lúc đấy có thấy hay là có gì không? Nếu như là bình thường thì phản ứng sẽ là như vậy, nhưng mà hôm đấy không hiểu tại sao đứng hình em lại đơ luôn. Đứng đơ luôn không nói được gì. Hai đứa đã xác định là chia tay rồi. Trong là về một thời gian là xuất hiện cái thằng cu con. Phát hiện có em bé. Có chứ ạ. Mày tao rất là nhiều. Bây giờ vẫn còn. Nhưng mà sau đấy lại xoay 180 độ luôn chỉ. Tức giận xong 2-3 phút sau lại vợ yêu bình thường ạ. Lại chạy vào ôm vợ. Lại như không có gì xảy ra luôn ạ. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Vâng, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả. Em tên thật là Trần Đình Tiệp ạ. Em ở Bắc Linh ạ, năm nay là em 29 tuổi. Nè, đồng hương với tôi đấy nhá chú nhá. À vâng. Ừ, nên chú ở chỗ nào? Em ở Yên Phong ạ. Yên Phong hả? Vâng. Chị ở Chùa Giận á. À, Chùa Giận thì cách em mười mấy cây ạ. Đó, Chùa Giận á, trời ơi, đó gặp ngay ông đồng hương. Anh giới thiệu đi. Dạ, chào chị Ông Vân, chào anh Quốc Thuận, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Luật, em đến từ Sơn La. Và hiện nay em đang sinh sống ở Bắc Ninh ạ, quê chồng ạ. À, theo chồng về là về Vinh đó phải không? Về Bắc Ninh ở Sơn La. Sơn La nhưng mà có biết hát quan họ không em? Em biết hát vài câu thôi ạ. Hát một vài câu hát đi hát cho thử nghe coi nào. Không khí lên coi. Ừ. Và ngồi rằng là ngồi tuổi có mây màn ơi thuyền là ngồi tưới màn thuyền ấy mây đêm là đêm mới hôm qua. Hay lắm bài này. Ngồi tựa màn thuyền. Bài này chị hát trong Leo Biết Đại Chiến rồi phải không? Ừ đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Luật nói là Luật làm công việc gì? Dạ hiện nay là em đang làm nhân viên bán hàng này, làm kế toán này, làm trợ lý này, kiêm bà nội trợ này, ô xin cho chợ. Quá giỏi luôn. Đó, hai em là đi từ Bắc Ninh vào trong Sài Gòn tham gia quay chương trình này. Vâng, đây là lần đầu tiên em được đi máy bay và lần đầu được vào Sài Gòn ạ. Đó, quý vị thấy chưa? Có như cặp vợ chồng đến từ Bắc Ninh xa xôi như thế mà đã vào đây mà tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chính vì thế, chương trình Vợ Chồng Son luôn luôn chào đón tất cả các cặp vợ chồng ở mọi miền đất nước. Cho nên là ai muốn tham gia là cứ mạnh dạn, cứ đăng ký tham gia để gặp chị Vân và anh Quốc Thuận là sẵn sàng là chào đón các bạn ha. Rồi, hai em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Ngày xưa là vợ em là mình có học lớp 11 ạ. Thì vợ em lên trên Hà Nội này, gọi là lên chơi thôi. Thế là gặp nhau lúc đấy thì biết nhau thôi ạ. Chưa có yêu thương gì nhau. Ừ. Nhưng mà đi lên bạn lên Hà Nội rồi em cũng lên Hà Nội. Em là sinh viên ạ. Sau mãi nữa mấy năm sau rồi mới lại tiếp xúc nhiều thì mới thích. Ừ. Thế còn em thì sao? Ừ, em thì rồi. có một ấn tượng gì đặc biệt đối với anh này không? Dạ, lần đầu gặp thì em có ấn tượng là nhìn anh này cũng thư sinh. Tóc lúc đấy là để tóc dài, đeo kính ạ. Lần đầu thì như vậy là ấn tượng rất là tốt ạ. Và sau đó em tấn công cô gái này bằng cách nào? Và một ngày mưa gió thì em cũng không có số điện. Và Facebook thì cũng là không kết bạn, hủy kết bạn với nhau. Thế là em mới tìm vào quán net. Vậy là tìm lục trong Facebook của vợ thì là thấy bạn của vợ thì gọi điện. Em có số của bạn này không? Anh là bên kiểu như là đội thanh niên hay gì đấy cần số và cho số gọi cho vợ. Thì vợ lại nghĩ là anh này anh trêu mình. Cũng cho địa chỉ. Thế xong là em tìm đến nơi.
Thì vợ vừa thò mặt ra khỏi cửa, em mới mồm em mới lại chung chím cười, em bảo em có hạnh phúc không? Thế là lần đầu tiên gặp sau rất là nhiều năm rồi thì hỏi vậy thì vợ em cũng trả lời em có, trả lời hơi ngượng ngượng. Thế xong lên nhà chơi nói chuyện với nhau bình thường, thế là em mới chủ động là em cầm tay, em thấy cầm tay cũng cho cầm đấy. Em thấy là chịu rồi đấy. Thế là xong là tủ đi ra bãi đá sông Hồng á, lúc đi thang máy là em thơm một cái vào má, thơm một cái vào má luôn à, em thơm luôn. Lúc đấy là cũng chưa tỏ tình. Có bị gì chống cự không? Có lúc đấy có thấy hay là có gì không? Nếu như là bình thường thì phản ứng sẽ là như vậy, nhưng mà hôm đấy không hiểu tại sao đứng em lại đơ luôn. Đứng đơ luôn không nói được gì mà chỉ đỏ bừng mặt lên thôi và chỉ cười ngượng không nói được câu gì ạ. Và đó là cái nụ thơm đầu tiên đó phải không? Đúng rồi ạ. Khi mà ra bãi giữa sông Hồng ấy, ở trên một cái chòi rất là cao, hôm đấy là vào một buổi chiều mùa đông, mưa lớt phớt. Ôi giời ơi. Rất là lãng mạn luôn. Thế là tự nhiên anh đấy tiến tới ôm và hôn luôn. Nói là yêu anh nhé. Em cũng đơ luôn. Đơ luôn. Lúc đó là hôn môi đúng không? Lúc đấy là môi ạ. Đó, thì xong rồi tối về sao? Tối về thì rất là em thấy rất là ngại. Đây là nụ hôn đầu ạ. Ngại xong rồi chui vào trong chăn. Chùm trong chăn, chùm vào chăn cả tuần liền, ngày nào cũng chui vào trong chăn, xong rồi thỉnh thoảng lại hò hét lên. Thế là bạn cùng phòng mới thắc mắc, không hiểu con này nó bị làm sao, nó suốt ngày chui trong chăn xong thỉnh thoảng lại hét lên như một con điên đúng không? Đúng rồi ạ. Hai em là lần tiên hôn nhau ở một cái chỗ nó rất là lãng mạn đúng không? Vậy thì khi yêu các bạn có tiếp tục lãng mạn như thế không? Em thì rất thích lãng mạn. Anh này sao, anh này có lãng mạn không? Anh này có, cũng rất là lãng mạn. Cứ thỉnh thoảng anh lên Hà Nội lại đến tìm em thì lại có một bó hoa. Những khi mà em không ở nhà ấy thì anh sẽ mò thẳng đến lớp em luôn, đến lớp, đến trường. Có khi, thế là mang hoa đến, nhưng mà đều là trùng. Hôm thì là trước rằm, hôm thì trước mùng 1. Thế bạn bè thì hay trêu. Trêu là hoa cúng. Mang hoa cúng. Mà mọi người rất là ngưỡng mộ, ghen tị bởi vì mang lên đến tận lớp ấy ạ. Bạn này có hay làm thơ tặng em không? Dạ có, chúng em thì rất hay làm thơ. Thơ thì đối đáp để nhau. Mà nói hay về nhau thì ít, nhưng chủ yếu là kiểu như là em thấy vợ mà đăng thơ lên Face hay là gì kêu ca thì nói chung là viết cái tút gì á mà em thấy không hài lòng hoặc là tiêu cực cái gì là được em thôi. Tức là dùng thơ bình luận luôn bằng thơ, hai vợ chồng đối đáp nhau luôn bằng thơ. Giống như mượn mây đẩy trăng á, đúng không? Không có nói thẳng ra luôn á. Đúng rồi ạ, khi tức giận hay có gì bức xúc cũng lại làm thơ. Anh quá ích kỷ nhỏ nhen, hứa lên hứa xuống hẹn em còn gì, đúng là như mới dậy thì, thay đổi tâm lý, nói gì cũng sai, đã thế còn thích nói dài, thôi thì anh chốt, thôi anh cài tai phone. Thế là anh ấy lại tiếp tục. Đâu, em nói gì? Thế thì xong là em lại nghĩ ra luôn, em làm luôn là em này giận quá mất khôn, tự nhiên lại cứ sồn sồn với anh. Anh rằng em rất lành chanh, nhưng phải hiểu rõ ngọn ngành chứ em. Đã vậy anh sẽ không thèm cùng em đạp vịt, ăn kem Tây Hồ. Trước cái bài thơ đấy là vợ em là có nhắc đến cái chuyện là hứa cho đi đạp vịt, cho đi ăn kem rồi là không đi, chưa có thời gian đi. Dễ thương quá luôn á. Bây giờ là các em là từ lúc quen nhau đến lúc cưới nhau là bao lâu? Dạ là 3 năm 3 tháng ạ. Vậy trong khoảng thời gian đó các bạn có những cái biến cố gì trong tình cảm hay không? Dạ có rất nhiều biến cố ạ. Chia tay giận nhau rất là nhiều. Do khác biệt về quan điểm về công việc ấy ạ. Em thì luôn muốn là học xong thì sẽ được làm việc trong cơ quan nhà nước. Còn anh thì thích là kinh doanh ạ. Nên là... Tức là làm tự do. Vâng ạ. Thế nên là có tranh cãi rất là nhiều về vấn đề đó. Hai đứa đã xác định là chia tay rồi. Trong là về một thời gian là xuất hiện cái thằng cu con phát hiện và phát hiện có em bé cu con. Đúng mùng 6 Tết năm 2017 là phát hiện là có em bé. Lúc đó em như thế nào? Sao? Thì vợ thấy sốc quá, thấy khủng hoảng. Sốc khủng hoảng luôn ấy ạ, chỉ biết khóc thôi ạ. Khi em báo tin cho anh biết thì lúc đó em sao? Tệp. Thì em nói luôn thì bây giờ cưới chứ biết làm sao. Em bảo bố mẹ xin phép thì bố mẹ các bác là lên đặt vấn đề xin phép luôn, cưới luôn. Vậy thì sau khi cưới thì sao? Có bị áp lực không? Có cãi vã với nhau? Áp lực gần như là quãng thời gian nó rất là khủng khiếp. Không phải là đến từ hai vợ chồng đâu, mà nó từ cái môi trường sống. Lúc đó tụi em sống ở đâu? Tụi em sống chung cùng gia đình. Thì đang bầu bí thì hai vợ chồng cũng dẫn nhau. Vợ em cứ đòi ly hôn và chia tay. Em bảo
nghĩ trong bụng thích bỏ nhau thì mình cứ đưa lên lên tòa thôi, cho bà thích làm gì làm, vì bảo bây giờ đang bầu bí không ai giải quyết, cho đi cho thoải mái. Và ức chế lắm, nhiều lúc cũng muốn đánh vợ lắm, đập mấy cái điện thoại lát tôi cũng không dám đánh động vô đó, cũng không dám đánh. Nhưng mà sau đó tụi em giải quyết cái việc đó như thế nào? Tức là tụi em sống cho đến bây giờ tụi em còn ở chung với ông bà không? Dạ không ạ. Là ra riêng rồi đúng không? Ra riêng từ lúc nào? Từ lúc mà thằng cu nhà em sinh được hơn một tháng. Hơn một tháng là ra riêng. Là vâng. Em đi thuê nhà ở riêng thôi. Xong là bán xe của vợ đi, bán vàng bán biếc đi. Vàng bán hết luôn để mà lo. Bán hết đi để mình lại đi thuê xưởng là mình làm. Thì lúc đấy là gần như là tâm lý mình rất thoải mái. Mình không phụ thuộc cái gì cả nên hai vợ chồng từ đấy là nó ổn định, nó cứ vậy thôi, không phải lặng về suy nghĩ. Trước ví dụ gia đình ngoài Bắc mà rất phức tạp cái vấn đề là lễ nghĩa hay là gia giáo hay là gì ấy, buôn bán hay làm gì cũng phải hỏi, nó rất là kiểu như là gia trưởng ấy. Kiểu như không liên quan gì đến việc kinh doanh nhưng mà là con là cái là vẫn phải hỏi, là phải báo được cáo. Phép thì mới cho làm khổ như thế. Vậy bây giờ vợ chồng em ở với nhau được bao lâu rồi? Dạ 2 năm 5 tháng. 2 năm. Chồng em vừa mới nói từ gia trưởng đó. Dạ. Anh muốn hỏi bây giờ sẵn tiện là khui luôn cái tật xấu nè. Bây giờ chồng em có gia trưởng hay không? Đấy là tật xấu đầu tiên đấy ạ. Tật xấu đầu tiên. Động chất luôn ạ. Chồng em cực kỳ gia trưởng luôn. Rất là hay áp đặt. Khi nào mà vợ nói lại thì lại bảo em cứ nghe lời đi, nghe lời chồng không thiệt đâu. Thế là em lại răm rắp làm theo. Còn tật xấu hàng ngày thì vô cùng nhiều luôn ạ. Trước tiên là phải kể đến là bẩn. Thời tiết ở ngoài Bắc ạ, có những hôm lên đến 39-40 độ mà 3-4 ngày chồng em không tắm luôn. đi làm về toát hết mồ hôi, lại cứ thế leo lên giường ngủ. Là mùa hè đó đúng không? Mùa hè 39-40 độ. Chúng ta có thể suy ra được là mùa đông là ổng không tắm một tháng luôn đó. Mùa đông thì nếu mà không nịnh không dục thì sẽ hiếm khi tắm lắm ạ. Rồi còn tật xấu gì thêm nữa? Hay cáu gắt, nóng nảy, hay nói tục nữa. Nói tục? Cứ khi nào tức giận lên là lại nói tục. Có mày tao với vợ? Có chứ ạ, mày tao rất là nhiều. Bây giờ vẫn còn. Nhưng mà sau đấy lại xoay 180 độ luôn, chỉ tức giận xong 2-3 phút sau lại vợ yêu bình thường ạ. Lại chạy vào ôm vợ, lại như không có gì xảy ra luôn ạ. Thế có ghen không? À ghen thì ghen cực kỳ luôn ạ. Ghen đến mức mà trên Facebook của em bây giờ là không còn bạn nam luôn. Em kinh hoàng. Không, không, bạn cấp 3, bạn đại học, rồi bạn từ tiểu học, không còn luôn ạ. Giờ là chỉ là khách làm ăn là nam thôi ạ, còn lại là không bạn bè gì nam đâu ạ. Sao vậy tiệp? Đó thì em lấy lý do là ngày xưa là vợ em bảo em là không biết anh ghen. Không yêu em thì anh mới không ghen. Hình như anh chả yêu em cái gì. Thế là xong là từ đấy là em đấy, anh yêu đấy. Đấy. Yêu là phải như vậy. Đó, cho giải thích đó. Ấy, ừ, cho mị biết là tôi ghen như thế. Rồi, bây giờ tới em đó tiệp. Vợ em có tật xấu gì không? Vợ em ạ? Ngủ muộn này rồi là ngủ dậy muộn. Vâng, ngủ dậy có khi là 11 giờ ngủ mới ngủ dậy. Là tức là 8-9 giờ ngủ dậy là bình thường rồi. Mà nhà thì lại rất nhiều công việc. Cộng mấy lại là mình chỉ sạch cái chỗ ổ của mình thôi. Còn lại cái bừa bãi công việc thì không dọn, không quan tâm. Vợ có hay quan tâm đến cái cảm xúc của em không? Vợ em thì rất là quan tâm. Vợ em là một người là rất là, phải nói là rất là tuyệt. Và em nghĩ là không kiếm được một người nào gọi là bà 2/3 đâu. Đó, bà đảm đang không? Phụ nữ bà đảm đang. Nấu ăn ngon này rồi nói chung rất là chiều chồng. Em thì em làm mệt thì từ xưởng em chạy về cho chồng cúc nước đá lạnh hay như nào đấy là đầy đủ hết. Và nhân đây thì em nói luôn đi, mong muốn thay đổi của em ở chồng mình đó là gì? Vâng, em muốn là chồng em kiềm chế được cái bớt cái tính nóng nảy rồi nói năng nhẹ nhàng hơn rồi quan tâm chiều chuộng vợ hơn ạ. Thế còn đẹp thì sao? Em chỉ muốn vợ em là hiểu thêm về chồng, về công việc của chồng để mà thông cảm những lúc mà cái áp lực cuộc sống, công việc nó quá nhiều ạ, không có thời gian. Nhưng lúc rảnh rỗi thì lại bình thường. Em không phải là người cáu giận xong là cả ngày hoặc là cả tiếng hoặc là 15 phút sau. Chỉ một lúc. Chỉ gần 2-3 phút sau thôi. Thế là xong lại. Thì thôi bớt mày tao đi. Không mày tao nữa. Những hôm nay là nếu mà trong chương trình ở đây nè, nếu được bây giờ anh muốn chồng em
Anh hứa là anh bỏ luôn cái chữ mày tao luôn có được không em? Hứa với vợ đi, bớt à, mày tao đi. Anh hứa với vợ yêu là tôi anh không còn kêu mày tao nữa. Không, hạn chế cái lời chế nó không hay trong trong cuộc sống gia đình, cùng xây dựng hạnh phúc nó bền vững hơn và phát triển hơn, cùng nuôi dạy con tốt hơn. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son ha. Chúc hai em luôn luôn hạnh phúc nha. Xin cảm ơn anh chị và cảm ơn khán giả. Chắc có lẽ là Nguyên chính là người chủ động cua em đúng không? Trời ơi, đừng hỏi nữa, gì kỳ quá. Đúng rồi anh. Em là được cái gái cua nhiều đó. Em cũng đâu có dễ đâu anh. Em được cái độc mà lạ, không phải có được như em hết trơn á. Em giả bộ em nói là giờ em là anh có hai đứa con rồi, vợ anh bỏ anh rồi, hiện tại giờ anh cũng kiểu như là chưa có tính bước thêm bước nữa. Có thương mà không thể nào mà gọi là bỏ ổng á, mới là nhưng mà ngắn thôi. Nó làm gì mà em thương nó dữ vậy trời. Nói chung đến bây giờ em cũng không lý giải được. Không lý giải được. Em bị trúng cái gì của nó rồi chứ. Ngại. Chúng ngại hả? Ngại chê. Và không biết cặp vợ chồng đầu tiên của chương trình Vợ Chồng Son tuần này là ai? Mời quý vị khán giả chúng ta dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng thứ nhất. Trời ơi. Rồi thôi bữa nay tụi mình ngồi thôi để cặp rồi, này nói. Rồi hân hoan chào mừng các em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em cái gì cũng vậy, em cũng làm gì với vợ em hết đó, mèo giới thiệu trước. Dạ em chào anh chị, em chào khán giả đang ở trường quay. Em tên là Lê Như Khánh Huyên, em năm nay 29 tuổi và hiện tại em đang làm công việc là nhân viên văn phòng. Ấy còn em, vậy là nói đầu tiên thì tôi biết là thôi xuống. Bị, không có lời nói đầu quen, tiên bị quen sinh xấu. Dạ em xin phép chào Dương Vân, Trần Quốc Thuận, chào tất cả quý khán giả có mặt trong chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay ạ. Em tên là Thanh Tân và tên đầy đủ của em là Phan Thanh Tân. Em còn có nickname là A Chề, Tân Chề, muốn kiểu gì chề cũng được. Dạ. Nay nhiêu tuổi ta? Dạ, em hôm nay 31 rồi. Đó. 31. Dạ. Thôi, thật ra là anh em biết nhau rất nhiều. Dạ. Nhưng thật sự anh ở đây là anh cũng chia sẻ với Tân luôn, anh chưa hề biết cái tình yêu của hai đứa bắt đầu như thế nào. Và anh không hiểu tại sao em lại quen với một hot girl như Nguyên. Trời ơi em quái lắm anh. Cũng cái tháng năm này cách đây tôi muốn chề đi. Nói đi. Cách đây 6 năm tại Cao Lãnh Đồng Tháp. Chúng em vô tình gặp nhau và quay phim chung. Nhưng mà vậy là ấn tượng đầu tiên khi mà em vừa chợt thấy vợ em như thế nào em nói đi. Ghét liền. Sao ghét? Em hồi xưa là em cũng là diễn viên của sân khấu Nụ Cười Mới. Dạ thì thời điểm đó là sân khấu Nụ Cười Mới là cũng diễn cũng rất nhiều vở hay này nọ. Thì vợ em là lúc đó cũng là mới sinh viên trong trường đó. Thì gặp em hay nói là trời ơi diễn viên Nụ Cười Mới tới. Còn bây giờ kiểu giống như là có em có vậy không? Còn em sao cưng? Em nói đi Quyên. Em cũng đâu có thích gì đâu chị. Tại vì cái kiểu như ảnh là tỏ vẻ ta đây á, kiểu như ta diễn viên nhiều người biết lắm. Chỉ có như tụi em là diễn viên mới ra trường, bắt đầu mới đi phim là chỉ biết một vài người thôi, còn ảnh là từ trên như biết hết. Tại vì em á thì em đóng phim từ năm 2004 thì đa số là như là anh quay phim hay này nọ em biết hết. Thì vô vô bạn khỏe không, bạn này kia nó ơi khỏe anh bảy anh ba khỏe không thì em chào bình thường không chị. Đâu có liên quan gì đâu thì em chào có anh bảy anh ba này kia nọ. Nhưng mà thể hiện lắm chị. Trời em thể hiện nào đâu đúng không? Như anh Bin. Trời khỏe anh Bin. Bữa giờ có quay phim gì không? Bữa giờ có quay phim mới nào không chị? Chị thôi đó. Mà em đâu có biết đâu, thành làm sao em nói chuyện được. Mà tự nhiên không nhưng em. Mà bản thân em là không biết từ ảnh đi phim từ lúc nào. Thấy ồn ào quá thấy ghét. Đúng rồi. Đúng không? Đúng tại rồi, luôn sụp bu đó. Nhưng mà em có để ý tới cái bờ môi chề của dạ không? Không? Em chỉ ghét cái tính thôi à. Anh Minh biết tính em rồi đúng không? Em lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, thân thiện lắm. Đúng không? Em lúc nào cũng chào hỏi người ta đàng hoàng. Bây giờ cả hai bạn không ưa tại sao lại thích nhau? Quay một khoảng thời gian thì em bệnh. Off hôm đó cái ảnh lên đoàn ảnh mới hỏi mọi người là em đâu. Không thấy, tại vì mỗi ngày mà hai đứa không cự nhau là không chịu được. Rồi anh hỏi em sao? Em chỉ nghe kể lại là ảnh quay giờ sớm để anh mua thuốc, ảnh mua cháo, ảnh tới tận phòng em để mà gõ cửa. Mà cái cách mà đưa thuốc, đưa quan tâm mình kỳ lắm. Em có chồng không? Có. Thuốc nè, cháo nè, ừ vậy đi. Rồi cái bỏ đi tê, em không biết là ủa tại sao tự nhiên anh lại mua thuốc mua cháo cho em mà lại biết em bệnh như vậy. Rồi giờ hỏi nó lý do. Em nói đi. Có phải là tạo nét không? Không không phải. Phải không, cái này nó thiệt. Em thấy cũng thấy tội nghiệp tự nhiên hỏi đâu rồi, bệnh ở nhà mà ở khách sạn đâu có ai đâu mà lo lắng gì nọ. Cái em cũng tự nhiên đi về đó, riêng thấy cái nhà thuốc mình nhớ rồi ghé mua thuốc. Còn cái vấn đề mà đưa thuốc thì em có chồng không, anh đưa thuốc đưa cháo này thôi mang đi, không lẽ giờ đứng
em ơi, vô câu giọng cổ không mới đưa nữa hả? Không phải hỏi thăm là em mà cũng phải tình cảm chứ, chứ càng không thích á, ghét nào chơi cho cái đó là vậy. Dạ, cho nên nhưng mà em phải nhớ là em phải có một cái chi tiết nào đó thì em mới có thể giống tình cảm mình nó mới gãy được, đúng không? Chứ đâu tự nhiên mà khơi được. Chung là cái khoảng thời gian nó cũng nói chuyện qua lại. Thì cái phòng mà em đây thì phòng của vợ em bên đây thì em có ngoài trước có cái lan can á, em hay quay tới tối về á, cầm lon bia đứng lan can đứng tạo nét uống hết rồi nhìn nó chăng sao rồi vậy. Giống như là đúng hẹn canh ba là mình xuất hiện á, đúng cái chị cũng xuất hiện là chị ngồi đứng giả bộ phơi đồ này kia nọ, chỉ là chị muốn ra gặp em chứ không phải gì hết á. Không, bây giờ mới hỏi Quyên nè, coi đúng là như vậy không? Đúng rồi, em muốn bắt chuyện là tại vì trên đoàn phim là hai đứa đã như vậy rồi, để coi thử là cái về sau đoàn phim mình như thế nào. Sau cái buổi mà em bệnh đó thì em có cái nhìn khác, em có suy nghĩ khác về ảnh. Bắt đầu ảnh cởi mở với mình hơn, ảnh chia sẻ, ảnh nói nhiều chuyện hơn. Vậy theo em kể và theo Quyên chia sẻ, chắc có lẽ là Quyên chính là người chủ động cua em đúng không? Trời, em đừng hỏi nữa, gì kỳ quá. Đúng rồi anh. Em là được cái gái cua nhiều. Em cũng đâu có dễ đâu anh. Em được cái độc mà lạ, không ai có được như em hết trơn á. Rồi, gây trở ngại và khó khăn cho em rất không, nhiều anh, luôn. Lúc của em rối anh thì sao Quyên luôn sao? Giờ nghỉ trưa thì cái lớp học của anh thì con trai nằm trên bàn thì đang nằm bên này thì có anh Tân, em cho anh nghe bài này nè. Em cũng bình thường không suy nghĩ gì thì lấy cái tai nghe bấm vô cái nghe giọng có một chút nhớ nhớ, có một chút thương thương. Là em có một chút rối rối trong người à. Bây giờ em nói là chết. Có một chút rối liền. Dạ, nói liền thôi, rồi liền. Chết cha, cú này mình phải xử lý sao ta? Thực sự là em muốn ừ liền á. Em muốn ừ liền chứ để thảy. Nhưng mà ừ liền kỳ quá cho nên là em cũng chút rối cái để đi toilet cái. Chỉ có cách đó mới nhanh nhất thôi, chỉ có cách đó mới nhanh nhất. Xong em suy nghĩ. Suy nghĩ trong toilet. Dạ, em quay qua nó lại. Bây giờ bắt đầu chúng ta tìm hiểu nhau nha. Là đó là dính em tới giờ liền, trời. Ủa nhưng mà nó đơn giản gì thôi đâu. Đâu có đơn giản gì đâu anh. Đâu anh, em chơi chiêu liền, em chơi chiêu là từ chiêu cuối luôn. Em giả bộ em nói là giờ em là anh có hai đứa con rồi, vợ anh bỏ anh rồi, hiện tại giờ anh cũng kiểu như là chưa có tính bước thêm bước nữa, mà công phiền em rồi, người ta thiên hạ duy nghĩ này nữa, mấy cái phim Hàn Quốc em coi quải vậy. Lúc em nghe vậy thì sao? Em nghe vậy thì em suy nghĩ, em chỉ trả lời là ok, con anh thì em nuôi, đâu có vấn đề gì đâu. Trời, em tuyệt vời vậy luôn á. Mà Quyên lúc đó nó mới là hai mươi mấy tuổi, 23-24 tuổi à. Thì lúc đó em lì lắm chị, có nghĩa là em suy nghĩ trong bản thân mình là em thương ổng, có thương mà không thể nào mà gọi là bỏ ổng á, mới là ngắn thôi. Nó làm gì mà em thương nó dữ vậy trời. Nói chung đến bây giờ em cũng không lý giải được. Không lý giải được. Em bị trúng cái gì của nó rồi chứ. Ngại. Trúng ngại hả? Ngại chê. Đến lúc nào thì em biết là cái đó là ông giỡn với mình? Đến khoảng tụi em bắt đầu quen nhau khoảng tầm 3-4 tháng. Ảnh có một người bạn thân ở chung phòng luôn. Em mới tìm hiểu. Em muốn biết ảnh ở đâu như thế nào. Rồi sau đó là em tìm tới cái nơi ảnh sống. Để coi xung quanh là môi trường sống của anh ra sao như thế nào. Rồi em sẽ đưa ra cái quyết định luôn. Thì khi đó em mới biết là ảnh nó xạo. Cái người bạn thân đó cũng nói là nó làm gì có vợ có con. Trời ơi, nó còn ham chơi, nó còn đi phim tùm lum hết, không có chịu sự ràng buộc gì đâu. Lúc đó mừng hay là dạ, hững hay là giận hay là gì? Em mừng lắm, mà em đến mức độ em kêu được rồi, em sẽ chinh phục đến mức là anh phải cưới em cho bằng được, chứ không thể nào anh bỏ em được. Rồi Tân, khi mà Quyên biết được em nói xạo thì cái phản ứng của em trúng số vậy đó. Em đâu thế nào đứng trước mặt vợ em nói là em ơi, những chuyện đó là anh nói xạo với em không, em không làm nói được. Hên nhờ người bạn em nói giùm em, chẳng qua là vợ em cũng hiểu được cái vấn đề là anh nói gì là chỉ muốn như vậy thôi, chứ không phải là nói dối hay lừa gạt em cái gì hết. Rồi bây giờ hỏi câu nữa nè, trước khi mà em và Tân cưới nhau thì hai em có quyết định là đến trước với nhau không, có sống thử với nhau? Em có chủ động, em qua lại, em vẫn ở nhà trọ, vẫn qua nhà anh Tân để mà làm gì, để em sinh hoạt với gia đình ảnh, coi thử là mình sống có được với nhà chồng hay không. Nhưng mà sau khi cưới rồi và tới thời điểm bây giờ em thấy quyết định em ở nhà chồng là đúng. Cuối cùng bây giờ em không biết em là con ruột hay là không biết mình là rể hay là rể hay con ruột. Tại vì nàng ấy được cưng quá đúng không? Dạ đúng rồi. Như vậy là cái ngày đám cưới, cái đêm động phòng đó, nó còn cái gì gọi là bất ngờ với các em nữa không? Bất ngờ anh. Bất ngờ. Hai chồng đếm tiền không? Thì đám cưới ai mà đếm tiền? Đám cưới xong rồi đếm tiền xong ngủ tới sáng anh, đâu có gì đâu, hết rồi. Không có gì luôn á. Còn một sự việc nữa anh, mà tại vì á nó đến bây giờ là nó hết quan trọng với ảnh rồi.
Sao vậy? Là sau đám cưới là mất Facebook. Mất Facebook xỉn ngủ luôn à. Buồn quá. Tức là vừa mới dạ, cưới xong. Dạ, đám cưới xong một cái là mất Facebook luôn. Nhiều khi á mấy ông nhỏ ông quen với em bé hacker. Giận đó, hiểu không? Bởi em nói ai không thích hết Facebook luôn. Rồi như vậy là các em đã cưới nhau bao lâu rồi? Mới cưới năm ngoái nhiêu anh? Năm ngoái. Tới 6 là một năm. Thế thì trong khoảng thời gian đó anh có tật xấu gì không Nguyên? Dằn mặt cái gì mà dằn? Em hồi nãy là em có bạn nhà rồi, khi mà anh tặng thẳng là em cũng nói thoải mái rồi. Có anh. Có nhiều lắm. Em kể đến khi nào em mệt thôi em. Ngủ là thánh gác luôn, coi em là cái gối ôm. Và đến khi ngủ là chỉ có ép sát em vô trong vách tường á. Một mình một giường ngủ quen rồi, bây giờ có vợ nữa ngủ cũng y chang vậy luôn. Không nghĩ là có vợ nằm kế nữa. Vậy lúc đó là em khúc em đang ngủ đó là em mơ em đang đá banh. Đá banh rồi đó cho nên là nó bị lòi ra ngoài. Tiếp đi em. Còn gì nữa? Quần áo đi về không bao giờ mắc lên cái xào đồ hết. Cái này xấu cứ quăng đó nè. Trong khi có cái sọt để quần áo dơ mà không bỏ vô. Bừa bộn, bê bối. Không, tại cái sọt đó sọt của vợ em. Còn chỗ em là để đó, cái chỗ em xưa vợ đó rồi. Em không muốn đồ đạc của vợ em đó cực khổ mà đem giặt phải lựa từng cái nhưng mà đâu thể quy định cái em, của vợ cái của chồng em được. Em gom lại chỗ, nhưng mà lúc nào em cần giặt đồ của chồng thì lấy khúc này rồi quăng vô thôi. Còn của em thì em lấy cho nó gọn. Chứ mỗi lần giặt đồ này của anh, này của em dọn ra áo trắng, quần đen rồi nó có cực vợ em. Cho nên em quyết định là em để chỗ một cái đó. Ai đi hốt, rồi ai hốt đi. Em hốt với ai hốt đâu. Làm biến làm việc nhà lắm anh, không bao giờ phụ vợ gì hết á. Lười biến. Ở gì nữa nè? Một cái nữa là toilet ở nhà không bao giờ có cửa. Cho dù lắp cửa lên cũng tháo cửa ra, không thích. Cái gì? Ủa, sao nó vậy? Sao vậy? Không phải cái chuyện mà cửa toilet thì vợ chồng cũng hai người mình ở không đó thôi, cái toilet tại toilet cũng như vậy à. Cái phòng tắm nhà em ở trong cái phòng luôn. Trong phòng ngủ mình luôn. Dạ đúng rồi. Em thích vậy anh, cho nó mùi hương nó thoang thoảng á. Vui. Cái này là bệnh nè, cái này bệnh. Cái này là ảo là gì à? Nhưng mà em có thích không? Nói không đi, nói không đi, nói không đi. Mà thích phải không? Dạ thích. Đến ngay độ mà em thích cả cái mùi. Thích luôn cả cái mùi hả? Nghiện mùi luôn vậy. Dạ đúng rồi. Em nói thật là nhiều khi á, buổi sáng anh dậy á, anh có đi toilet hay gì đó, nhiều em ngủ mà em biết anh dậy rồi mà em vẫn chưa cảm nhận được cái mùi thì em hỏi, ủa anh vô toilet để làm gì? Anh kêu anh đi toilet mà, tại sao không có mùi? Bắt buộc toilet phải có mùi. Cái tật xấu đó, nhưng mà nó là một cái gì đó vui của hai đứa. Đáng yêu, đáng yêu. Dạ, một tật xấu nữa. Gì nữa? Là đi nhậu về trễ. Em ở nhà khoảng tầm 10 giờ, 11 giờ là em mới gọi rồi. Đang về, đang dắt xe, đang về, đang dắt xe, cứ vậy đó, cứ hai câu đó nói hoài. Mà em nhìn đồng hồ, ủa nửa tiếng, một tiếng rưỡi chưa thấy về nữa. Mà cứ như vậy em nhắc từ lúc quen cho tới bây giờ vẫn vậy. Tại vì đi chơi á, bạn đông lắm. Giờ dắt tới đây gặp đứa bạn, đá trống xuống, nói chuyện chút xíu, vừa tới bên kia. Nói dắt nữa. Tới chê, em phải vô, em mến bạn. Không, bây giờ mình về thì nói, này, được. Coi thường. Vô, không bị quả. Biển khổ. Tiếp tục nữa. Anh Tân thích đếm tiền, mà tiền lẻ. Ở nhà có một cái hộp đựng tiền lẻ, tiền đó để dành cho em hoặc là mẹ chồng đi chùa. Để bỏ tích công đức đó. Hai hộp lắm. Tối nào về đổ ra. Xào ra nhà bắt đầu ngồi đếm. Rồi xếp. Trời mặt nào qua mặt đó. Ui đáng yêu đó. Đến lúc mà xếp ngay rồi vẫn đổ ra lại ngồi đếm. Xếp lại. Dạ xếp lại. Mà tiền lẻ trời chứ. Không, cái đó không phải tật xấu đâu em. Là cái nết đáng yêu. Cái đó là em ghi hai hộp rõ ràng đàng hoàng. Từ hộp bên đây là từ 500 đồng, từ 1.000, từ 2.000. Còn đây là tầm 5.000. Em có giấy tờ giấy em dán lại em như là tiền mua Âu Đì là tầm 5.000. Còn hộp mà 500.000 đó ngàn. Tiền mua biệt thự đó. Dễ thương hả? Không biết chừng nào mới mua được luôn. Nước mơ đó. Thế thương quá. Hai cái hũ nhựa á chị. Mặt nào ra mặt đó. Dạ đúng rồi, xếp mặt nào ra mặt đó. Bây giờ tới em nè. Giờ tiếp. Em có tật xấu gì không? Vợ em là tuyệt vời. Không có gì xấu hết. Ngoài chuyện nấu ăn thôi. Nấu ăn là vợ em nấu được nha. Mà nấu ngon nha, chứ không phải là gì, mà chỉ có là chưa đủ trình độ nấu cho em ăn thôi. Ủa là sao? Ngon em nói thiệt, cái này là em nói nghiêm túc đàng hoàng nha. Nấu rất ngon mà chưa đủ trình độ. Tại vì mỗi lần là vô bếp một cái là nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Mà nấu ngon chứ phải liền. Tay quầy lắm. Vừa tay trường đúng không? Vừa tay quầy ra cái là mẹ em vô, con đi ra đi. Mẹ nấu em ăn thôi. Là mẹ nấu em ăn đó. Dạ. Là vợ bài đâu. Mẹ nấu. Dạ. Có nghĩa là em bài ra em nấu, nhưng mà em nấu đồ ăn hơi tỉ mỉ, hơi kỹ á. Là em cắt hết cái này em bỏ qua cái chén, cắt hết cái kia bỏ qua cái dĩa, cứ vậy đó thì không biết khi nào mọi người mới được ăn. Là cái đó là chiên trứng thôi nha chị. Tập cái trứng bỏ vô cái chảo, tôi nó vú nằm cái chén vậy đó.
từ trước giờ em chưa bao giờ được ăn bữa ăn đàng hoàng từ lúc mà qua nhà em tới giờ. Tại vì không kịp để nấu, mẹ em nấu hết rồi. À, vậy là coi là chậm chạp. Rồi còn tật xấu gì nữa? Hết rồi. Vợ chỉ có nhiêu đó thôi. Vợ em có thích cắn em không? Có ghiền không? Em là ghiền đếm tiền lẻ, còn vợ em nó có cái gì ghiền tương tự mà dễ thương vậy không? Ghiền dặn vô liêm á. Là sao? Hay nhéo vú không? Vô liêm quá. Giống như tivi đang lớn quá mà không chịu kêu bấm đồ mót bấm mà. Là tự động tivi nhỏ lại. Đau không? Tao không đau. Chứ em đang cầm đồ mót mà dặn mày chắc nhỏ lại liền. Rồi bây giờ nhân đây thì mong muốn vợ thay đổi điều gì? Cái mong muốn của em nhất là như là vợ em có hai ngày nghỉ, thứ bảy và ngày chủ nhật. Thì cái kiểu như em cũng muốn là vợ em một ngày nào đó xuống bếp làm đúng bữa tình soạn, mời mẹ em ăn một lần gì vậy thôi. Dạ. Thế còn Quyên mong muốn Tân thay đổi điều gì? Em muốn anh Tân phải tập trung vào công việc hơn nữa, bớt ham chơi lại thôi. Còn những cái việc mà anh bê bối hay gì đó em có thể làm được hết. Chị thấy là chắc là những cái mối quan hệ đó như là ngoại giao đồ. Dạ đúng, nhưng mà ý là cũng phải có một chút dành thời gian cho gia đình, cho em chị thôi, chứ còn bạn bè em vẫn cho đi chơi bình thường. Ok. Nói nghe nè, giờ đơn giản quá, hai cái mong muốn của tụi em giờ chị. Em là ước mơ coi như thứ bảy chủ nhật em được nghỉ đúng không? Dạ. Bữa nào á chị nói em nói thì nó ăn ngon rồi, em biết rồi, em khẳng định chị rồi. Nó chỉ bị nó hơi chậm chạp thôi. Dạ. Thì giờ em làm bộ bữa nào đi, em xuống em hù hở với nó đi cho nó cái phần chậm nó bớt đi, cho đứng nó nấu vậy. Nhưng mà cái em sợ là em xuống em hồ hởi cái nữa là mẹ em đuổi hai đứa hồ ra ngoài kia luôn. Lén lắm, dạ. Thầm lặng. Ừ. Thì anh hy vọng rằng là các em cứ như thế này mà phát triển và giữ gìn, thấu hiểu nhau và nắm tay nhau đi với nhau đến hết cuộc đời này. Dạ. Nha Tân, nha Quyên. Cảm ơn anh chị.